Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quốc Thành Nam ca. Và cái hình ảnh trên màn hình các bạn đang xem, đây là hình ảnh của một cái con linh thú mới nha các bạn. Linh thú mới chuẩn bị xuất hiện trong AFK Arena. Nó có tên là sư tử có cánh. Sư tử nha các bạn. Nhìn rất là cute cái skill của nó kìa. Rồi, đây là tất cả các chỉ số của cái con tướng này ở level 36, tăng mát tất cả các nhánh sức mạnh, trí tuệ với lại nhanh nhẹn nha các bạn. Và đây là video giới thiệu cái bản cập nhật 1.99 sắp có mặt sắp tới đây. Rồi. Thì với cái bản cập nhật 1.99 các bạn thì nó sẽ cập nhật trên server test trước, và cái server chính của chúng ta thì nó chưa có nha các bạn, lưu ý điều này. Rồi, với bản cập nhật này thì ở bên server test thì ngày 22 tháng 9 thì nó sẽ cập nhật trò chơi, tức là cập nhật hôm qua rồi các bạn. Và nó cập nhật thì nó sẽ có quà đền bù 1.200 kim cương, và nó sẽ có bổ sung và tối ưu hóa một số tính năng sau. Đầu tiên là ở trong cái sự kiện đấu trường, nó sẽ thêm một cái sự kiện, đó là sự kiện Hero of Xperia, cái sự kiện mà có cái con song sinh đó các bạn, chúng ta leo từng bậc lên tới bậc Diamond rồi cái bậc cao thách đấu cao nhất luôn á, và chúng ta leo từng top 1, top 2 trên đó, cái bậc đó nha các bạn. Và cái sự kiện ở trong đấu trường kiểu vậy thì nó sẽ có mặt dành cho các người chơi phải hoàn thành giai đoạn 11.24 thì mới có nha, bạn nào mới chơi thì chắc nó không có được. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện trong ban hội sắp tới, đó là sự kiện đảo dấu vàng các bạn. Sự kiện đảo dấu vàng ra lại, sự kiện đảo dấu vàng thì nó có hai cái step, hai cái bước. Một là bước chúng ta sẽ xây dựng các ở đây này, ở chỗ này nè bạn. Thì một là chúng ta sẽ xây dựng các pháo đài, nó đẩy ra tài nguyên. Cái thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng phòng thủ. Và cái step thứ ba là chúng ta sẽ đi cướp bóc các bạn. Tuy nhiên hiện tại thì các bạn mới nó có thêm một cái điều chỉnh, đó là nó thêm một cái lãnh thổ mới các bạn. Nó sẽ có kích hoạt các công cụ giúp nhà thám hiểu phòng thủ chống lại cướp bóc. Rồi, và cái con thú thì mình đã giới thiệu rồi các bạn ha. Ở thêm thì chúng ta cái ở mê cung như thế này nè, thì sau bản cập nhật mới thì chúng ta sẽ có cái chức năng là quét cấp độ cho mê cung. Và quét này thì chúng ta vào trong rồi chúng ta quét, không phải là quét theo team giống như này nữa các bạn. Mê cung ám đàm á, thì nó sẽ có cái chức năng là chúng ta sẽ vào quét thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Tuy nhiên để quét được trong mê cung ám đàm thì yêu cầu các bạn phải vượt ải 36.60. Tính năng này chỉ được có thể sử dụng cho ô đầu tiên, và sau khi chạm vào người chơi sẽ quét nhiều màn đến lớp vào của màn thứ ba và nhận thưởng tương ứng. Kiểu vậy nó quét đẩy nhanh cái tốc độ đi mê cung các bạn ha. Cơ bản thì chiều người chơi tới cùng. Rồi, ở đỉnh núi thời gian thì chúng ta sẽ có một cái phần, đó là phần túi kỳ diệu các bạn. Túi kỳ diệu, cái phần rừng mơ hồ thì chúng ta sẽ có add thêm vào ải từ 76 cho tới 90, và chúng ta sẽ nâng phần thưởng lên tới 270 sao. Ở đây còn khá nhiều cái mình chưa đi, nó sẽ nâng phần thưởng lên tới 270 sao nha các bạn. Ở đây nè, đó, nó nâng lên từ 76 tới 90 và chúng ta sẽ có phần thưởng 270 sao. Có thêm rất là nhiều rương, ở đây còn khá là nhiều rương chưa nhận nè. Cũng xâm quá trời luôn, dạo này lười không đi các bạn. Rồi, và cái này thì nó sẽ mở khó bằng cách là hoàn thành giai đoạn 16.1 mới bắt đầu mở khó nha các bạn. Sự kiện sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có một hành trình kỳ quan mới mang tên là Thung lũng đá vôi. Sẽ có mặt vào server test là khoảng ngày 27 tháng 9, server chính tầm khoảng đầu tháng 10 nha. Tầm khoảng ngày từ ngày 1 tới ngày 4 tháng 10 sẽ có cái hành trình kỳ quan này trên server chính. Một cái hành trình kỳ quan kiểu tự như này nè các bạn. Rồi, và ở cái chương hiện tại các bạn đang xem những cái ải hiện tại đang cái chương cao nhất các bạn của chúng ta là chương 51. Đâu rồi, cái chương 51 ở đâu mình kiếm cho các bạn coi. Đi qua bên này 42 ở chương 43. Cái vị trí của mình đang đứng đâu vậy ta? Đây các bạn. 42, 43, 44, 45, 50, 51,
năm 2 và chúng ta sẽ thêm một cái chương năm 3. Cái chương năm 3 nó sẽ có cái tên đó là tiếng thở dài của các học giả, và nó sẽ giảm độ khó của cái chương năm 2 xuống các bạn, để cho người chơi có thể dễ dàng tiến tới được cái chương năm 3. Mình nói dễ dàng vậy thôi chứ nói tỷ phú, cá mập, cá voi khổng lồ ở trên thế giới mới vào được thôi, chứ tầm tèn tèn như mình không có nha các bạn nha. Rồi, và các bạn để ý nè, hôm nay đã là ngày 24 tháng 9 các bạn. Thì cái mùa thung lũng sương mù, cái vịnh sương mù này, nó cũng đã gần hết rồi. Thì với bản cập nhật sắp tới thì nó sẽ có cái mùa mới cho bản cho vịnh sương mù luôn. À, mùa bản cập nhật sắp tới thì nó sẽ có mùa mới cho vịnh sương mù. Rồi, ngoài ra thì cái bản cập nhật sắp tới thì nó sẽ có một cái gọi là chiến trường săn đuổi các bạn. Chiến trường săn đuổi ở đây nó không phải là boss mực nữa, nhưng mà nó chỉ là cái chiến trường săn đuổi thôi. Nó là hunting fire giống trước đây này. Với chiến trường săn đuổi thì chúng ta sẽ ghép team 4-5 người, xong rồi chúng ta cùng đi giống như các đợt trước các bạn. Thì nó có điều chỉnh, nó tối ưu hóa một số cái trang bị với lại kỹ năng. Và ngoài ra thì nó có một số cái cơ bản thì nó thay đổi liên quan tới cái chiến trường săn đuổi á, giúp chúng ta có thể xem được cái lịch sử của những team mà đã từng đạt top các bạn. À, lịch sử của một số team đã từng đạt top để chúng ta có thể copy theo đó vân vân. Nói chung là nó tối ưu hóa cái tính năng để chúng ta có thể follow và học hỏi người khác. À, với lại nó chỉnh sửa một số cái kỹ năng cũng như là một số cái boost đồ các bạn. Của chiến trường săn đuổi nha, hết boss mực thì nó sẽ có lại chiến trường săn đuổi, một cái dạng hồi xưa người ta kêu là tiểu mini boss mực các bạn. Rồi ngoài ra thì nó cũng sẽ có tối ưu hóa mô tả về skill cũng như là kỹ skill của tướng á. Các bạn có vào cái chỗ mà ổ quái vật nè, chúng ta có thể thấy được là skill của tướng này nó mô tả khá là rườm rà các bạn. Từng con các bạn đọc skill cảm giác là nó hơi khó hiểu á. Nói chung là skill nó mô tả dù như quái vật vùng cực giáng xuống mặt đất để lại phát tán không khí đông băng gây sát thương mặt đất lên kia địch gì đó. Còn con này skill nè, quá nhiều cái diễn giải khiến người đọc bị kiểu như bị mơ hồ, không hiểu rõ skill nó là như thế nào. Thì nhà phát hành nó sẽ họ sẽ tối ưu hóa lại cái mô tả ngắn gọn, skill nó sẽ ngắn gọn hơn so với bây giờ. Hiện tại thì nó khá là rườm rà, tuy nhiên cái hiệu ứng của nó thì không thay đổi nha. Hiệu ứng chiến đấu thực tế nó sẽ không thay đổi, nó chỉ cái thay đổi cái mô tả skill thôi các bạn. Rồi, và những cái có một cái con tướng đã bị gọi tên đó là con Skate. Con Skate các bạn, hệ thú. Con Skate này nó bị gọi tên. Tuy nhiên nó bị gọi tên thôi các bạn, tuy nhiên nó không có gì gọi thay đổi hết cả. Nó chỉ là thay đổi cái animation các bạn, thì nó thay đổi cái hiệu ứng chiến đấu thực tế nó không có thay đổi. Nó chỉ cái thay đổi sự cố bất thường, tức là thay đổi bug á của con này. Khi một số tình huống thì cái kỹ năng này nè, nó không bị hàm sắc, là nó không bị ấy các bạn. Đây, nói chung là nó bị bút á, nên nó bị điều chỉnh lại cho nó không bị bút nó thôi, chứ không có tăng giảm sức mạnh các bạn của vị tướng này. Ở vị tướng này thì cái độ phổ biến của nó chủ yếu là nhờ cái nhà trọ mình đã từng giới thiệu rồi, nó boost mana khi được chín món, khi nó lao phía bên kia chiến trường, nên con này cũng không được sử dụng nhiều các bạn. Này là sửa bút thôi nha, chứ không phải là fit gì skill các bạn. Rồi, và mình điểm lại một lần nữa những cái thay đổi của bản cập nhật mới. Thì cái quan trọng nhất của bản cập nhật mới các bạn, thì chúng ta sẽ có một embed mới nè, đó. Rồi, chúng ta có một mùa Hero of Espera mới, một mùa thung lũng sương mù mới, một cái hành trình kỳ quan mới, chúng ta có một mùa tiểu mini bất mật mới, chúng ta có một cái event đạo dấu vàng. Hết chưa ta? Rồi chúng ta thêm cái chức năng quét mê cung, sửa bút của Skate. Đó là những cái quan trọng. Nó còn sửa một cái mô tả kỹ năng của Beth nữa các bạn. Đó là những cái điều mà các bạn cần lưu ý trong cái bản 1.99 nha. Thì chúng ta sẽ có những điều đó. Rồi mình nhắc lại là hiện tại đã gần cuối mùa thung lũng sương mù. Gần cuối mùa thung lũng sương mù, do đó bạn nào mà chưa nhận full phần thưởng thung lũng sương mù thì các bạn tranh thủ các bạn nhận full, kẻo các bạn quên. Phần thưởng thung lũng sương mù là rất nhiều luôn nha các bạn, một đống tài nguyên đang chờ chúng ta.
Rồi ok, và mình xin phép được kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Các bạn có ý kiến gì về các bản cập nhật 1.99 cũng như là hình ảnh của con bé mới thì các bạn có thể comment bên dưới video nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.